Xin chào tất cả các bạn đã đến với Quốc Duy Channel. Đây là kênh thông tin về các dòng máy chế biến gỗ của công ty Quốc Duy. Hôm nay mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn một siêu phẩm nữa, đó chính là máy cắt xén dán cành tự động, 2 nồi keo, 10 chức năng Michael 4 CR. Máy cắt xén dán cành tự động 10 chức năng Michael 4 CR có thể sử dụng cùng lúc hai loại keo khác nhau và có 4 chế độ cắt nẹp được thiết lập sẵn ở bên trong máy. Và để hiểu rõ hơn về máy này thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá xem cấu tạo của máy Michael 4 CR này sẽ thực hiện được những chức năng gì các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về màn hình điều khiển của máy nha các bạn. Với thiết kế màn hình cảm ứng, chỉ cần chậm nhẹ thì các bạn có thể thao tác tắt mở, thay đổi thông số hay điều khiển các cụm chức năng của máy theo ý của mình, rất tiện lợi và dễ dàng. Trên màn hình thì sẽ thể hiện rất rõ các cụm chức năng như là cầm băng tải, tay cạnh ván, lăn keo 1, lăn keo 2, các đầu đuôi, phay trên dưới 1 và phay trên dưới 2, cầm bo góc và cuối cùng là cầm đánh bóng. Ngoài ra thì băng tải của máy có thể chạy ở 3 cấp tốc độ khác nhau, thì gồm có tốc độ chậm, tốc độ vừa và tốc độ nhanh. Ở chế độ bo góc thì cũng có 4 chế độ để các bạn có thể lựa chọn, tùy loại mặt hàng mà mình có thể chọn cái chế độ cho phù hợp với các bạn. Thì 4 chế độ bo góc của nó là chế độ bo toàn bộ góc, chế độ bo góc cạnh trên, chế độ bo góc trước và chế độ bo góc phía sau. Tiếp đến thì trên màn hình nó cũng hiển thị là chức năng cạo keo và chức năng phun dung dịch vệ sinh. Ngoài ra trên màn hình điều khiển còn thể hiện được cái nhiệt độ keo chờ ở nồi keo 2. Thì hiện tại thì nó thể hiện ở đây là 80 độ C nha các bạn. Nhiệt độ này thì mình không cần chỉnh vì bên kỹ thuật của mình khi bàn giao máy thì đã thiết lập chuẩn rồi. Tiếp đến thì nó còn thể hiện được heater 1 là chính là nhiệt độ nồi keo 1 của mình và heater 2 là nhiệt độ của nồi keo 2. Ở trên hai cái đồng hồ này thì sẽ thể hiện rõ được cái nhiệt độ hiện tại của nồi keo. Nhiệt độ hiện tại của nồi keo 1 là 171 độ C, còn nhiệt độ hiện tại của nồi keo 2 là 174 độ C nha các bạn. Thì với cái nhiệt độ này á, thì hiện tại thì nồi keo của mình đang xài loại keo là Adino thì nó đã đủ độ chín, đã thực hiện cái việc dán cạnh được rồi. Thì theo cái loại keo các bạn xài thì chúng ta sẽ chỉnh cái nhiệt độ nồi keo này cho nó phù hợp với loại keo đó nha các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến bên trong cấu tạo của máy nha các bạn. Mình sẽ đến với cụm chức năng đầu tiên, đó chính là cụm chức năng phay cạnh ván. Với thiết kế hai trục dao phay quay ngược chiều nhau thì nó giúp cho bề mặt cạnh ván không bị mẻ. Thì cụm chức năng phay cạnh ván giúp tăng khả năng bám keo trên bề mặt cạnh ván. Các trục da của cụm phay cạnh ván đã được kỹ thuật bên mình canh chỉnh rất là chuẩn, cho nên là sau khi mà ván phay ra ngoài thì sẽ luôn đảm bảo được độ vuông góc. Công nhân khi vận hành máy thì chỉ cần canh chỉnh thước đo chiều sâu cạnh ván bằng cách là mình sẽ xoay tay vặn kết hợp với đồng hồ số bên cạnh nó để kiểm soát được kích thước ván cạnh phay đi là bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ đến với cụm chức năng tiếp theo, đó chính là lăn keo và ép nẹp. Thì như các bạn thấy ở đây thì nó sẽ thiết kế với hai bằng chỉ. Thì hai bằng chỉ này sẽ kết hợp với hai nồi keo và hai cụm rulo ép riêng biệt, giúp cho khách hàng có thể chạy luân phiên hai loại chỉ khác nhau cũng như là hai loại keo khác nhau. Thì đây cũng là điểm mạnh của máy cắt xén dán cạnh tự động 2 nồi keo Michael 4 CR. Với thiết kế như vậy, các bạn có thể dán cạnh với các mặt hàng với các loại chỉ màu và chỉ trắng, keo màu hoặc là keo trong để cho vào hai nồi này luân phiên cho nhau mà không phải tốn thời gian canh chỉnh hay vệ sinh nồi keo để thay loại keo khác khi mà chúng ta đổi đơn hàng. Và điểm đặc biệt nhất mà chỉ có máy dán cạnh Michael 4 CR mới có được, đó chính là nồi keo 2 này các bạn, hay là còn gọi là nồi keo trên. Các bạn có thể thấy được là nồi keo này được thiết kế ở phía trên, giúp cho quá trình chuyển đổi keo VA hoặc là keo bua được diễn ra một cách nhanh chóng và linh hoạt. Và ở nồi keo này là do cơ chế vừa gia nhiệt vừa sử dụng, cho nên là khi thay đổi keo chúng ta không cần phải vệ sinh nồi. Các bạn chỉ cần xả bỏ cái lượng nhỏ keo ở nồi keo chờ thì chúng ta đã có thể thay cái keo mới vào để chạy tiếp, giúp giảm cái thời gian vận hành và vệ sinh rất là nhiều. Tiếp đến là cụm cắt đầu đuôi nẹp thừa. Với thiết kế hai motor cắt đầu và cắt đuôi sẽ được điều khiển riêng biệt qua cảm biến từ xi lanh. Hai cụm motor này nó sẽ lên xuống độc lập tịnh tiến trên dây trượt nhờ có bạc đạn trượt, và hệ thống bạc đạn này sẽ được hệ thống bôi trơn, bơm nhớt theo chu kỳ đã được cài đặt sẵn nha các bạn. Chúng ta tiếp tục đến với cụm chức năng tiếp theo là cụm chức năng xén trên và dưới. Đây là cụm chức năng giúp xén đi phần chỉ dư ở trên và ở dưới của ván. Với việc sử dụng con dao xén có góc R thì nó sẽ tạo được cái độ bo R nhẹ, giúp cho cạnh ván có độ thẩm mỹ, nó loại bỏ đi cái độ sắc bén ở hai bên cạnh trên và dưới của ván. thì cái dòng máy cắt sáng nhấn cạnh tự động Michael 4 CRB này á, nó sẽ thiết kế đến 2 cụm sáng trên và dưới, và nó có thể thay đổi được chế độ sáng phù hợp với 4 loại chỉ khác nhau. Thì sau khi mà mình xác định được cái chỉ của mình là dày bao nhiêu thì các bạn chỉ cần thay đổi cái thông số chỉ này trên màn hình là được. Thì các bạn có thể thấy trên màn hình thì bên dưới có chức năng sáng trên và dưới, nó có một cái thông số là 0.5, nghĩa là đang thực hiện việc sáng trên và dưới cho cái chỉ có độ dày là 0,5 mm. Thì cụm sáng 1 này nó sẽ sáng cho cái loại chỉ có bề dày là 0.5 và 1 mm. Khi các bạn muốn chuyển qua cái chỉ dày 1 mm thì các bạn nhấn giữ và cái số 0.5 này nó sẽ chuyển sang chế độ chỉ là 1 mm nha các bạn. Và tương tự cho cụm sáng trên dưới 2 thì nó cũng sẽ chạy cho loại chỉ là 0.8 và 1,2 mm nha các bạn. Các cụm chức năng sáng trên dưới này nó sẽ thay đổi chế độ nhờ vào các xi lanh, nó sẽ ra vào đúng với khoảng cách mình đã canh chỉnh từ ban đầu. Thì công nhân chỉ cần chọn đúng loại chỉ mình cần chạy mà không cần phải canh chỉnh lại lần nữa. Chúng ta đến với cụm chức năng tiếp theo là cụm bo góc nha các bạn. Với thiết kế gồm 2 cụm motor bo góc phía sau và bo góc phía trước, giúp tạo ra độ bo R ở đầu cạnh ván, giúp tăng độ thẩm mỹ cho sản phẩm của mình. Thì sau khi mà thực hiện xong với chức năng bo góc thì ván sẽ được tiếp tục đưa đến cái cụm tiếp theo là cụm cào keo. Thì tại đây thì tất cả các lớp keo và chỉ thừa còn sót lại ở hai bên bề mặt của ván sẽ được cụm cào keo làm tinh lại lần nữa. Thì khi các bạn mở chức năng cụm cào keo trên màn hình thì cụm cào nó sẽ hoạt động đúng với chế độ chỉ này đang dùng. Nó sẽ thay đổi đồng bộ với cụm sáng trên dưới một cách nhanh chóng mà chúng ta không cần phải canh chỉnh mất thời gian lại lần nữa. Cuối cùng là bộ phun dung dịch vệ sinh, giúp làm mềm những cái vết keo khô cứng ở hai bên bề mặt ván và cả những cái vết dơ ở trên đường lai luôn. Nó sẽ kết hợp với bộ trội đánh bóng giúp làm sạch lần cuối cùng sản phẩm của mình. Sản phẩm mà sau khi đem ra ngoài thì sẽ không cần phải làm nguội, lau chùi lại lần nữa. Bây giờ thì mình xin mời các bạn cùng theo dõi sự tuyệt vời của máy cắt sáng dán cạnh tự động Michael 4 CR khi mà cái máy này hoạt động nhé. Các bạn có thấy sự tuyệt vời của máy dán cạnh này không ạ? Nếu các bạn quan tâm về dòng máy cắt sáng dán cạnh tự động Michael 4 CR này hoặc là các dòng máy chế biến gỗ liên quan của công ty Quốc Duy thì hãy gọi qua số hotline 0903 600 113 để được hỗ trợ và tư vấn nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.